Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tí Long. Hôm nay tôi xin hướng dẫn cho các bạn cái cách thực hiện kỹ thuật đánh trái tay bằng gai dài để tấn công chống lại những cái quả gò cắt bóng xoáy xuống từ đối thủ. Và video hôm nay tôi xin được làm tặng một người anh, người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Đầu tiên chính là cách cầm vợt, thì xin mời các bạn hãy xem lại video về kỹ thuật đấm bằng gai dài và gai phản xoáy của tôi trong danh sách phát. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta cầm vợt theo chiều dọc của lòng bàn tay. Và lúc này ngón cái sẽ hướng thẳng theo chiều dài của cây vợt. Và khi cầm vợt chúng ta sẽ thả lỏng cái cổ tay và các bạn sẽ thấy có một cái khoảng hở trong lòng bàn tay. Bước thứ nhất, khi bóng chạm bàn thì đầu tiên chúng ta cũng hạ thấp trọng tâm, gập gối, gập lưng để cơ thể chúng ta hướng về phía trước. Nhưng lúc này chúng ta đánh gai, chúng ta sẽ tập trung cảm giác vào cổ tay và bàn tay, nên chúng ta sẽ không có thả cẳng tay nhiều xuống phía dưới. Thì lúc này chúng ta chỉ cần cầm vợt và thả lỏng cái cổ tay. Và bước thứ hai, khi quả bóng nảy lên đỉnh cao nhất thì lúc này chúng ta phải dùng cái cơ đùi trước, chúng ta bật cái đầu gối, bật cơ đùi và bật cái lực từ cái eo bên trái vào quả bóng. Và khi tiếp xúc bóng thì các bạn nhớ là mặt vợt của chúng ta lúc này phải đứng 90 độ hoặc là hơi ngửa ra phía sau, là tùy theo cái độ xoáy lỏng hay nặng của quả bóng và tùy theo cái độ cao thấp của quả bóng để chúng ta điều chỉnh cái mặt vợt tương ứng, là đánh tiếp ở phần dưới nhiều hay ở giữa bóng nhiều. Thì sau khi chúng ta tiếp xúc dày thẳng vào quả bóng thì lúc đó chúng ta sẽ gia tốc nhanh hai ngón tay, ngón cái chúng ta sẽ sử dụng bên hông của ngón cái và cái ngón trỏ chúng ta là cũng dùng cái thân của ngón trỏ để chúng ta tác động nhanh, gặt ngược chiều nhau. Và các bạn nhớ khi tiếp xúc xong và chúng ta gia tốc nhanh và chúng ta thẳng tới phía trước, đầu vợt thẳng tới phía trước thì chúng ta phải có cái độ dừng lại. Tránh trường hợp nếu chúng ta khi lắc cổ tay nhiều quá, khi tiếp xúc mà cổ tay chúng ta thả lỏng ra nhiều thì nó sẽ không có ổn định. Khi sử dụng kỹ thuật này, các bạn thường hay mắc lỗi là nếu như chúng ta chưa chạm mặt gai vào quả bóng mà chúng ta sử dụng cái ngón cái nhanh quá thì lúc này mặt vợt chúng ta sẽ dễ bị choàng nhanh và chúng ta dễ tiếp xúc mỏng trên đầu cái quả bóng, thì nó dẫn đến quả bóng dễ bị tuột lưới. Và một phần nữa, gai phản xoáy sẽ không có ma sát giống như mút, thì chúng ta sẽ không sử dụng cẳng tay và cánh tay dài khi chúng ta đánh bóng được, nó cũng không hiệu quả. Tóm tắt lại, khi các bạn muốn sử dụng gai dài, gai phản xoáy tấn công giống như mút thì chúng ta cũng cần phải tạo sức bật từ dưới lên,
tạo sức bật từ chân và hông trước. Và lúc này khi tiếp xúc thì gai dài, gai phản xoáy nó sẽ khác mút ở chỗ là nó sẽ không có ma sát được. Nên khi tấn công chúng ta không thể nào tập trung để tạo xoáy. Và cái ưu điểm của gai dài, gai phản xoáy là gì? Là sẽ tạo được cái độ chùi và gây khó khăn, gây lạ bóng cho đối thủ. Nên khi tiếp xúc các bạn phải chủ động là tiếp xúc dày một chút. Và lúc này chúng ta chỉ cần tốc độ nhanh. Vì các bạn để ý, khi mà chúng ta cố gắng đánh mạnh bằng gai dài, gai phản xoáy, nó sẽ không an toàn, không hiệu quả, xác suất vào bàn rất thấp. Nên cảm giác thì chúng ta cố gắng tập trung chủ yếu là ở cổ tay và bàn tay là chính. Nếu các bạn muốn tấn công bằng gai dài, tốc độ nhanh thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng gai có lót. Nếu như các bạn muốn tăng cái độ chùi gây khó chịu hơn cho đối thủ thì chúng ta sẽ dùng gai không lót. Và nếu như các bạn dùng cốt gỗ thì nó sẽ hỗ trợ cho những cú đánh của chúng ta tăng cái độ chùi hơn, là gây rất nhiều khó khăn cho đối thủ và hỗ trợ cho những cái quả chop lock khi đối thủ tấn công, thì giúp cho cái quả bóng nó sẽ ngắn lại gần lưới hơn và rất khó để cho đối thủ có thể tấn công những cái quả bóng tiếp theo. Và nếu các bạn cần cốt gỗ hay các bạn cần gai dài, gai phản xoáy thì xin các bạn hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại. Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho tôi một like, bấm share và bấm subscribe để ủng hộ kênh của tôi. Chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo.